Đây là khu vực cổng chính vào nhà thờ chính tòa giáo phận Bùa Chú quý vị nhé. Trước mặt quý vị đây có một cái hồ, có đài các thánh rất là đẹp. Giờ mình mời các bạn đi vào bên trong gần đến nhà thờ giáo phận Bùa Chú nhé, để quý vị hình dung được công việc cũng như là mọi công tác đang tháo dỡ nhà thờ như thế nào. Còn khu đây là khu nhà nguyện, nhà thờ để nhà nguyện để làm lễ tạm trong những ngày tháng thi công ngôi thánh đường mới của giáo phận Bùa Chú. Mình nghĩ chắc chỉ trong vòng mấy ngày nữa là mọi thứ được hạ hết xuống thôi. À, đây là tháp chuông, quý vị thấy rất là cổ, rất là cổ kính. Thì xin mến chào tất cả các bạn nhé. Thì hiện tại Thủy đang có mặt ở cuối nhà thờ giáo phận Bùa Chú. Hôm nay Thủy từ giáo phận Thái Bình qua sang bên này tham quan cũng như là chiêm ngắm ngôi thánh đường giáo phận Bùa Chú một lần cuối, tại vì giáo thần đang vừa rồi là hạ giải ngôi thánh đường để xây dựng ngôi thánh đường mới. Tại vì ngôi thánh đường này xây dựng cũng vào 1885, đã tròn được 135 năm rồi. Ngôi thánh đường cũng xuống cấp và đã lún và đã ngả nghiêng, nên là Đức Thánh Cha cũng như là Đức Cha cũng như là hội đồng của giáo phận cũng là giáo xứ nhà thờ chính tòa đã bàn và xây dựng ngôi thánh đường mới. Thì Thủy đang có mặt đây gửi cho các bạn những hình ảnh mới nhất. Hiện tại thì người ta không cho vào bên trong tại vì công trình đang thi công rất là nguy hiểm, nó đổ bất cứ lúc nào. Thủy cũng không muốn ảnh hưởng đến công việc của nhà thờ, thì Thủy sẽ chỉ quanh quanh dạo bên ngoài thì quay cho các bạn thôi. Thì các bạn cũng hình dung được là các bác thợ đang tháo hạ mục xuống. Bên trong thì mái ngói đã rỡ ra rồi, còn cái phần cuối này họ cũng đang bác rão để tháo ra quý vị này, tháo ra để tháo những cánh cửa cũng như là các tượng Chúa như Đức Mẹ, các thánh xuống để chuẩn bị tháo dỡ từng thành phần xuống để ngôi thánh đường được an toàn. Thì hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm 2020. Thủy đang có mặt ở đây quay cho các bạn xem. Quý vị thấy thì đây, khu vực này là khu vực cái đài Đức Mẹ La Vàng đây. Đài cũng rất là rộng, toàn bộ chỗ này là người ta đang xếp gỗ này. Thì khu vực đài này cũng rất là rộng lớn và đẹp. Mọi người cũng đang nô nức để làm ngôi thánh đường mới giáo phận Bùa Chú. Quý vị thấy người ta có rào ấy, rào cái tường rào này người ta chắn tấm tôn này là mình không có vào được bên trong. Quay cho các bạn đấy, ngôi thánh đường cũng đang tháo dỡ đấy quý vị. Mình thử không biết là xin phép liệu, mình nghĩ là chắc không cho vào. Chán hết quý vị ạ. Còn đây là khu cô nhi viện Thánh Thánh An quý vị ạ. Cô nhi viện Thánh An nhé. Còn đằng sau đằng này thì là dòng Thánh Đa Minh quý vị này. Đấy quý vị, đấy nhà thờ họ đang tháo dỡ.
Còn đây là gì ạ? Còn đây là nhà Dục Anh Bùi Chu, quầy hàng Thánh An này, hỗ trợ trẻ em mồ côi khuyết tật. Đây quý vị nhé, nhà thờ cũng đang tháo dỡ cái phần mái đang tháo quý vị ạ. Dạ. À, quý vị thấy mái cũng đã tháo ra, tháo ngói hết xuống rồi, tháo hết ngói xuống, bây giờ còn xà gỗ như cột gỗ đang tháo. Mình nghĩ chắc chỉ trong vòng mấy ngày nữa là mọi thứ được hạ hết xuống thôi. À, đây là tháp chuông, quý vị thấy rất là cổ, rất là cổ kính. Đấy, người ta chắn hết rồi quý vị. Chắn thế không vào được. Bên trong đây là mình quay sát cho các bạn coi nhé. À, mái ngói đã tháo hết xuống rồi quý vị ạ, hạ hết xuống. Thì tất cả mọi người cũng như quý vị hãy cầu nguyện cho giáo phận Bùi Chu cũng như là nhà thờ sớm được hoàn thành mọi sự tốt đẹp. Xin Chúa Thúa ban cho tất cả mọi cố gắng công trình cũng như là mọi sự đều hoàn thành bởi ơn Chúa, được tốt đẹp quý vị. Đây là hội dòng nữ Thánh Đa Minh Bùi Chu quý vị nhé. Ngay ở cạnh bên nhà thờ Bùi Chu luôn. Hội dòng rất là lớn quý vị ạ. Đây có lịch tiếp khách sáng lúc 7 giờ và 11 giờ, chiều 3 giờ đến 5 giờ. Gì? Tại vì công trình giờ cũng đang tháo dỡ rất nguy hiểm. Mình chỉ đứng đây quay cho các bạn xem thôi nhé, để các bạn hình dung được tiến độ công trình đang tháo dỡ. Khi đứng xa xa đây, quý vị nhìn thấy rõ hơn. Đây là có tượng Thánh Đa Minh quý vị. Tượng Thánh Đa Minh ngay ở khu bên cạnh nhà thờ giáo phận Bùi Chu. Còn đây là cô nhi viện Thánh An quý vị nhé. Quý vị có một lần quý vị cứ qua bên này quý vị tham quan, rất nhiều công trình đẹp. Đây là lắm đi ông sáu đổ đi trong to đỡ lo, nó xây hết cái đổ trong năm một chút là ông đội chưa kể là nó muốn muốn ông thấy lắm. Xem cái gì ở đây sao này? Sao mà này nó không chuyển răng đá lên cho chả
lấy đây. Lấy chàng ráo đi, lấy chàng ráo đây. Chàng lấy chàng ráo đây. Nó bảo con quê con cái chỉ là mỗi bộ có ở chàng thôi. Con chưa có 2-4 bộ, 2-4 cái chàng. Đây là nhà tạm của để các thánh lễ quý vị nhé. Mình chỉ đứng sơ sơ bên ngoài đấy quý vị nhé. Còn đây nhà thờ tạm để tổ chức các thánh lễ như là các giờ chầu nguyện của giáo xứ chính tòa Bù Chu quý vị này. Rất là rộng luôn. Rộng á, đây cũng rất là rộng luôn. Để nhà thờ chính tòa Bù Chu khi mà xây dựng ấy, thì có chỗ thờ phượng cũng như là các thánh lễ ở đây. Đây là nhà thờ tạm quý vị nhé. Rất là rộng. Có 4 hàng ghế luôn. 4 hàng ghế luôn. Mình không biết là nhà thờ chính tòa Bù Chu xây dựng đến thời gian là bao lâu, nhưng mà nhà tạm nhà nguyện đây cũng là rất là rộng và đẹp nữa. Tất cả các thánh cũng như là các đấng bậc là đã chuyển hết về đây, chuyển ở nhà thờ cũ, nhà thờ chính tòa cũ về đây quý vị. Này thì ra cái đường chính luôn quý vị. Đấy, ra cái đường chính đây. Nhà thờ được xây, nhà thờ tạm này được dựng lên thì ngay ở bên cạnh cổng chính vào nhà thờ chính tòa Bù Chu. Thờ chính tòa giáo phận Bù Chu thì có số giáo dân rất là lớn, nên là khu mà nhà dựng lên nhà chúa như là nhà tạm đây thì cũng là rất là rộng. Mà nhà tạm cũng rộng bà nhỉ, cũng 4 hàng ghế dài rất là, có khi nào ngồi chật hết luôn không bà? Vâng. Sau này nhà thờ chính tòa Bù Chu mà hoàn thành thì đẹp lắm. Con thì con ấy, nhưng mà con thấy các bác đang làm gỗ ấy. Gỗ đấy. Vâng. Vâng. Vâng, nói chung là nhà thờ xuống cấp lắm rồi. Nếu mà không làm mới thì nguy hiểm lắm. Con thấy cái tháp chuông nó lún, nó nghiêng bao nhiêu độ. Vâng, đấy. Vâng. Vâng. Dạ. Vâng, đức cha cũng như là các hội đồng cũng như là giáo dân mà xây dựng mới là chính xác ạ. Chứ để biết là nó di sản rồi, nhưng mà sau này nó không được, mình có tu sửa lại thì nó cũng vừa tốn kém mà nó không an toàn. Vâng. Nó lại hỏng đúng không ạ? Vâng.
lâu ngày mối mọt mà, nó thời gian thì nó cũng phải hư thôi. Vâng. Dạ. À, nhà tạm cũng đấy rộng lắm thì bà nhỉ, này cả 2.000 người ngồi cũng hết.